vi sinh Golden Lab từ kim chi Hàn Quốc, tiêu hóa khỏe giúp trẻ lớn nhanh. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Sống Vui phát sóng hàng tuần trên kênh VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, theo thống kê thì có tới 40% chúng ta gặp những vấn đề về tiêu hóa, ví dụ như là đau bụng, tiêu chảy, ăn không tiêu, đầy hơi, chướng bụng, vân vân. Và đây thì thông thường là những cái triệu chứng rối loạn bình thường, nhưng cũng có thể là những cái triệu chứng của các bệnh lý, ví dụ như là viêm đại tràng. Và nếu như chúng ta không xử lý thì sẽ để lại những cái hậu quả rất là nghiêm trọng, đặc biệt là với người lớn tuổi và trẻ em. Để giải quyết tình trạng này thì sử dụng men vi sinh chính là giải pháp tuyệt vời. Nhưng mà sử dụng như thế nào để vừa an toàn, hiệu quả thì đó lại chính là câu hỏi mà chúng ta đang rất là quan tâm và thắc mắc. Chúng tôi sẽ giải đáp ngay trong chương trình ngày hôm nay với sự đồng hành của chuyên gia Lê Thị Hải. Vâng, xin chào MC Mỹ Vân, xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Sống Vui. Vâng, thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng cảm ơn chuyên gia Lê Thị Hải đã nhận lời tham dự chương trình ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu câu chuyện cùng với chuyên gia, mời quý vị hãy theo dõi phóng sự sau đây. Hệ vi khuẩn probiotic đóng một vai trò rất quan trọng ở đường tiêu hóa. Ở đại tràng có khoảng 400 đến 500 loại vi khuẩn khác nhau. Chúng ngoài việc tham gia vào khâu cuối cùng của quá trình tiêu hóa, còn đảm nhiệm chức năng bảo vệ đại tràng. Nếu hệ vi khuẩn này bị mất cân bằng, chưa hoàn chỉnh hoặc hoạt động không bình thường, sẽ dẫn tới suy giảm chức năng tiêu hóa, tạo cơ hội cho một số loại vi khuẩn gây bệnh nguy hiểm phát triển. Nếu sự mất cân bằng này kéo dài, sẽ gây bệnh viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, táo bón. Khi đó, việc bổ sung men vi sinh vô cùng cần thiết, bởi men vi sinh là các chế phẩm có chứa sinh vật có lợi cho đường ruột. Khi bổ sung vào cơ thể, các sinh vật có lợi này có nhiệm vụ biến đổi chất xơ thực phẩm, thức ăn chưa tiêu hóa hết ở ruột non thành các chất dinh dưỡng quan trọng. Nhờ đó mà thức ăn được tiêu hóa hoàn toàn. Bên cạnh đó, trong môi trường hoạt động của đại tràng, các vi khuẩn có lợi này cũng có khả năng lấn át và tiêu diệt rất nhiều các loại vi khuẩn gây bệnh. Nhờ vậy mà men vi sinh sẽ giúp khắc phục hiệu quả các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, đặc biệt là tình trạng rối loạn tiêu hóa và bệnh viêm đại tràng. Thưa chuyên gia, theo như phóng sự vừa rồi, chúng ta thấy rằng là men vi sinh thì rất là cần thiết đối với những người có bệnh lý về viêm đại tràng hay là rối loạn tiêu hóa. Vậy thì chuyên gia có thể giải thích cho quý vị khán giả biết là tại sao men vi sinh lại cần thiết đối với những bệnh nhân bị hai căn bệnh này không ạ? Khi mà nói đến men vi sinh ấy, thì chúng ta phải hiểu là men vi sinh ở đây tức là chúng ta bổ sung những cái vi khuẩn có lợi, hay còn gọi là probiotic ấy, tức là những cái lợi khuẩn vào trong đường tiêu hóa. Thì chúng ta được biết là trong cái đường tiêu hóa của con người của chúng ta ấy, thì luôn luôn là tồn tại rất là nhiều các loài vi sinh vật, tức là những cái loại vi khuẩn nó sinh sống ở trong đấy. Lợi khuẩn cũng có mà cả vi khuẩn có hại cũng có. Thế nhưng mà nó luôn luôn trong cơ thể nó phải đến 400 cho đến 500 loài khác nhau ấy. Thế nhưng mà nó vẫn sống cộng sinh cùng với nhau. Và nhưng mà nếu như nó ở mức cân bằng đấy, thì thông thường chúng ta biết là thông thường thì có hai cái dòng, người ta gọi là dòng lợi khuẩn và dòng vi khuẩn có hại. Nhưng mà vì bất cứ một cái nguyên nhân nào mà dẫn đến làm mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột thì sẽ dẫn đến cái tình trạng bệnh lý của chúng ta. Ví dụ như hay gặp nhất đó là hội chứng ruột kích thích này, thế rồi là viêm đại tràng mãn tính này, thế rồi là tiêu chảy này, táo bón này, ăn không tiêu này, đầy bụng này. Cho nên là men vi sinh là một trong những cái sản phẩm và rất là cần thiết và quan trọng để chúng ta bổ sung khi mà cái hệ tiêu hóa của chúng ta nó bị mất cân bằng, bị rối loạn. Cái cơ chế tác dụng của nó chúng ta biết là khi mà cái lợi khuẩn, số lợi khuẩn nó nhiều á, thì nó sẽ vào làm sao, là nó chiếm hết cái chỗ bám ở trên các cái nhung mao niêm mạc ruột. Cho nên là các cái vi khuẩn có hại khi xâm nhập vào trong cơ thể thì nó không còn cơ hội để mà tiếp xúc để nó gây bệnh được nữa. Đấy, tức là theo cơ chế cạnh tranh đấy. Cái thứ hai nữa là cái men vi sinh này nó sẽ vào trong cơ thể những cái con lợi khuẩn này, giúp cho cái vi nhung mao của ruột tăng tiết các enzyme tiêu hóa. Đấy, cho nên giúp cho phần tiêu hóa hấp thu thức ăn tốt hơn. Đặc biệt là nó tiết ra một số các vitamin nhóm B rồi vitamin K, các thứ vân vân. Nó làm cho kích thích việc ăn ngon miệng cho những người ăn không ngon. Là rất nhiều công trình nghiên cứu người ta thấy là khi bổ sung men vi sinh nó tăng cường hấp thu canxi. Nhất là cái men vi sinh mà nó lại có chứa cả cái thành phần prebiotic, tức là chất xơ hòa tan nữa, thì làm tăng cường hấp thu canxi rất là tốt. Cho nên việc men vi sinh nó có một vai trò hết sức quan trọng đối với hệ tiêu hóa của chúng ta. Và tất cả những cái bệnh lý về đường ruột, ví dụ như là viêm đại tràng này, ăn khó tiêu này, táo bón này, thế rồi nôn chớ ở trẻ em này, thế rồi đi ngoài phân sống này, hội chứng ruột kích thích các thứ vân vân ở người lớn, thì cái điều trị sử dụng bằng men vi sinh này mang lại hiệu quả rất là cao. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng là sử dụng men vi sinh là một cái biện pháp tối ưu dành cho những người bị viêm đại tràng hay là rối loạn tiêu hóa. Và hiện nay thì chúng tôi được biết là có một cái sản phẩm men vi sinh rất là nhiều người tin dùng, xuất xứ từ kim chi Hàn Quốc. Vậy thì đây có phải là cái lựa chọn hàng đầu đối với những bệnh nhân bị viêm đại tràng hay là rối loạn tiêu hóa không ạ?
Hiện nay trên thị trường thì tôi thấy đúng là cái men vi sinh được chiết xuất từ kim chi của Hàn Quốc ấy, thì nó có đầy đủ những cái tiêu chuẩn là một cái loại men vi sinh tốt, bởi vì nó có những cái ưu điểm nổi trội như là sau. Đầu tiên, thứ nhất thì chúng ta phải khẳng định là đây là loại men vi sinh mà bổ sung đầy đủ cả về chất lượng cũng như là số lượng các lợi khuẩn. Cái quan trọng thứ hai nữa là trong thành phần của nó thì ngoài cái lợi khuẩn ra thì nó còn chứa cả thêm chất xơ hòa tan, tức là prebiotic. Thì chất xơ hòa tan này nó chính là cái thức ăn để nuôi những cái con lợi khuẩn đó. Thế chính vì vậy khi chúng ta bổ sung một cái men vi sinh mà nó lại có cả thức ăn đi cùng cho những cái con lợi khuẩn này nữa, thì khi vào đó thì nó sẽ có thức ăn ăn luôn và nó sẽ sinh sôi nảy nở ra nhiều hơn và nó đảm bảo được cái số lượng. Cái thứ ba, công nghệ sản xuất rất là tiên tiến, đó là công nghệ Lab 2 Pro. Thì cái công nghệ Lab 2 Pro có nghĩa là như thế nào? Công nghệ này có nghĩa là cái con vi khuẩn ấy nó được bao bọc bởi hai cái màng. Cái màng bên ngoài là cái màng polysaccharide ấy, thì nó có tác dụng chống cái tình trạng va đập này, nhiệt độ này, áp suất này, các thứ vân vân, những yếu tố vật lý đảm bảo cho con vi khuẩn nó trong cái quá trình vận chuyển sản xuất là nó không bị ảnh hưởng. Cái màng thứ hai rất là quan trọng, đó là màng peptide, là cái màng protein nó bao bọc với con vi khuẩn này. Thế cho nên là khi mà chúng ta uống vào qua cái dịch vị axit của dạ dày, nó không bị chết bởi dịch vị axit của dạ dày, qua cái dịch mật nó không bị chết bởi dịch của dịch mật. Ưu điểm thứ tư thì đây là men vi sinh duy nhất được chiết xuất từ kim chi Hàn Quốc. Thì chúng ta biết là cái món ăn kim chi là món ăn rất là nổi tiếng của người Hàn Quốc. Thế cho nên nó rất là an toàn. Và cái quan trọng nhất là nó có được cấp giấy phép đầy đủ của Bộ Y tế, tức là Cục Vệ sinh An toàn, cấp phép lưu hành rất là nhiều năm hiện nay trên thị trường rồi. Với những cái lý do như trên thì tôi nghĩ đây là một trong những men vi sinh mà nó có rất là tốt hiện nay, mà nó đảm bảo điều trị được tất cả những cái tình trạng về bệnh lý về đường tiêu hóa, từ viêm đại tràng mãn tính cho đến viêm đại tràng cấp tính, rồi cho đến các cái hội chứng ruột kích thích, rồi táo bón, tiêu chảy, nôn chớ, miếng ăn, đầy bụng, khó tiêu. Như vậy thì chúng ta có những cái lưu ý gì khi mà sử dụng men vi sinh ạ? Những cái lưu ý mà chúng ta cần phải lưu ý trong cái việc sử dụng men vi sinh ấy, thì đầu tiên thì chúng ta biết là đây là chúng ta bổ sung là bổ sung vi khuẩn sống. Thế chính vì vậy cho nên là khi uống ấy, thì thứ nhất là chúng ta không được hòa mấy nước nóng, hoặc là trộn với thức ăn cho trẻ cũng thế. Cháo bột thì chúng ta phải để nguội êm ấm khoảng 30-40 độ thôi. Cái điều thứ hai ở đây thì như tôi đã nói rồi, cái hệ vi sinh của chúng ta mất cân bằng ấy, thì chúng ta bổ sung thì chúng ta cũng phải bổ sung một thời gian tương đối dài một chút, tối thiểu là chúng ta cũng ít nhất thấp nhất thì cũng phải 3 tuần. Thế còn ví dụ những cái trường hợp khác thì chúng ta có thể dùng kéo dài hơn. Thế rồi cái thứ hai nữa là chúng ta cũng hoàn toàn có thể uống được dự phòng, chứ chúng ta cũng không cần phải là đợi khi chúng ta bị rối loạn tiêu hóa chúng ta phải dùng. Và cái cách sử dụng thì chúng ta nên là sử dụng sau bữa ăn, thì cái dịch vị axit của dạ dày ấy nó cũng không đỡ toan hơn là khi mà lúc đói. Và một cái lưu ý nữa ở đây là về cái liều dùng. Cái liều dùng ở đây thì tùy tình trạng bệnh lý mà chúng ta có thể có những cái liều dùng khác nhau, hay là tùy từng cái lứa tuổi. Thì đương nhiên là ví dụ như đối với trẻ em ấy, nếu như mà bị rối loạn tiêu hóa thông thường không thôi, ví dụ như tiêu chảy này hay là đi ngoài phân sống các thứ thông thường, thì chúng ta dùng khoảng 2 đến 3 gói một ngày thôi. Nhưng mà gặp phải những trường hợp những em bé của chúng ta bị táo bón chẳng hạn thì chúng ta có thể dùng liều cao hơn, thậm chí có thể 3 đến 4 gói một ngày. Đấy. Và cái thời gian dùng là như tôi đã nói rồi, ít nhất là chúng ta nên dùng khoảng 3 tuần. Là ít nhất, còn sau đó thì có thể tùy theo tình trạng bệnh lý phải dùng cái liều dài hơn. Thế còn đối với người lớn ấy, chẳng hạn ấy, thì chúng ta dùng thí dụ những mà đang trong cái giai đoạn bị cấp tính ấy, tức là đang bị rối loạn tiêu hóa, viêm đại tràng, đi ngoài phân lỏng, phân táo hay là cái thứ vân vân ấy, thì chúng ta có thể dùng cái liều tấn công là chúng ta dùng 4 gói một ngày chia 2 lần. Thế sau cái chúng ta dùng được khoảng 3 tuần hoặc là 1 tháng mà chúng ta thấy cái tình trạng bệnh lý nó đỡ đi nhiều rồi thì chúng ta có thể dùng cái liều duy trì là 2 gói một ngày. Thì đấy là những cái lưu ý mà khi chúng ta dùng những cái sản phẩm này. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Golden Lab là giải pháp hiệu quả cho người bị rối loạn tiêu hóa và viêm đại tràng nhờ chứa thành phần là các probiotics vi khuẩn có lợi và prebiotics chất xơ hòa tan, được phân lập từ kim chi Hàn Quốc, được sản xuất theo công nghệ hiện đại Lab 2 Pro Golden Lab, dùng tốt trong các trường hợp người bị táo bón, tiêu chảy, đầy bụng, khó tiêu, đặc biệt khi bị rối loạn tiêu hóa, viêm đại tràng, người bị tiêu chảy khi uống sữa, hỗ trợ giảm nguy cơ mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, nên sử dụng lâu dài để đạt hiệu quả tốt nhất. Golden Lab, men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc. Trước đây, việc ăn uống của tôi rất là khổ sở. Chính vì căn bệnh này đã làm cho thể chất của tôi rất là yếu, không thể tăng cân được. Tôi đã phải sử dụng rất nhiều loại thuốc trong một thời gian dài, vì thế mà bị rất nhiều tác dụng phụ. Sau khi được bác sĩ tư vấn về men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc và kết hợp với phác đồ điều trị của bác sĩ, tình trạng bệnh của tôi cải thiện lên rất là nhiều, sức khỏe cũng rất tốt, việc ăn uống của tôi cũng dễ dàng hơn, không còn bị đi ngoài nữa, về cân nặng thì cũng được cải thiện rất rõ ràng.
Đến đây thì thời lượng của chương trình đã kết thúc. Quý vị và các bạn nếu còn thắc mắc có thể gọi điện tới tổng đài của chúng tôi, đó là số 1800 558889 hoặc số hotline 0896 509 509. Ngoài ra quý vị cũng có thể gửi thư về hòm thư sungkhoeacong.bacsitưvấn.vn. Chi tiết hơn, chúng tôi có đăng tải ở trên website bacsitưvấn.vn. Thưa quý vị, chương trình xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Men Vi Sinh Golden Lab từ Kim Chi Hàn Quốc, tiêu hóa khỏe giúp trẻ lớn nhanh. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like, chia sẻ và đừng quên nhấn subscribe để nhận được những video mới nhất từ kênh nhé.